Rồi, chào bạn đến với series ôn tập học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ngày hôm nay chúng ta là ngày 11 mà làm 10 câu bài tập hóa vô cơ. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Cho Na2 số 3 tác dụng với dung dịch HCl, yêu cầu chúng ta là nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng. Na2CO3 em đi tác dụng với HCl. Ở đây tạo thành HCl cộng cho CO2 cộng H2O. Cân bằng thì đây là 2, đây 2 đủ. Ở đây người ta cho chúng ta là 10,6 gram chất tan. Mời dung dịch ở đây để cho là 200 gram. Và yêu cầu chúng ta là tính C phần trăm. C phần trăm ở đây mình cho lại phần trăm đây. Dựa vào phương trình thì chúng ta thấy mol Na2CO3 bằng 1 phần 2 mol HCl. Và bài này chúng ta cố gắng làm một phép tính cho thầy. Để tính được mol Na2CO3 lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Natri 23 nhân 2 carbon 12 oxy 16 nhân 3 bằng 1 phần 2. Để tính mol HCl thêm lấy khối lượng dung dịch nhân cho C phần trăm chia 100% mà lớn HCl là 36,5. Và bấm cho thầy x bằng bao nhiêu. Tất cả các bài tập chúng ta đều cố gắng biến về một phép tính. Cầm một phép tính thì chúng ta làm càng ok. Bấm đi em ơi. Đây. 3,65. 3,65%, được chưa? Câu đúng ở đây mình chọn là câu B, thế thôi. Rồi chúng ta đến câu số 2 nào. Để hòa tan 5,1 gam oxit của kim loại hóa trì 3 thì cần vừa đủ chừng đó gam dung dịch HCl. Yêu cầu chúng ta lập kim loại hóa trì 3 là. Thì đây mình gọi oxit của kim loại hóa trì 3 là R2O3. Để tác dụng với HCl. R kết hợp với clo để tạo thành RCl3. Hydro kết hợp với oxy để tạo thành nước. R này hóa trị 3, clo hóa trị 1 này. Cân bằng đây là 2, đây là 6 và đây là 3. Ở đây người ta cho chúng ta là đây là 5,1 gram. Và HCl mời dung dịch là bằng 43,8 gram. C phần trăm bằng 25%. Ở đây chúng ta cũng làm một phép tính. Mol R2O3 sẽ bằng 1 phần 6. Nó sẽ bằng 1 phần 6 mol HCl. Rồi. Tương đương. Mol R2O3 chúng ta sẽ lấy khối lượng là 5,1. Chia cho khối lượng mol là 2R. Cộng 16 nhân 3. Rồi. Bằng 1 phần 6 mol HCl. Mol HCl bây giờ sẽ bằng. Em lấy mời dung dịch là 43,8 này. Nhân C phần trăm là 25 này. Chia 100% mở lớn này. Mở lớn HCl là 36,5 này. Từ đây em tính cho thầy R bằng bao nhiêu. Bấm đi. Tất cả các bài tập cố gắng bà làm một phép tính thì dư sức kịp. Năm phẩy một trên 2x cộng 16 nhân 3 bằng 43,8 nhân 25 chia cho dưới này là 6 nhân 100 nhân cho 36,5. Từ đây chúng ta tìm được R là bằng 27. 27 thì kim loại đây là kim loại nhôm. Được chưa? Chọn có đúng là câu A. Chúng ta đến câu 3 này. Hòa tan 25,8 gam hỗn hợp gồm có nhôm và L2O3 vào dung dịch HCl dư, sau vẫn người ta thu được chừng đó gam khí hydro. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng muối. Ở đây chúng ta có hai phương trình, cả nhôm và Al2O3.
đều đi tới dùng được với HCL. Nhôm thì nó tạo thành AlCl3 cộng cho H2. Còn Al23 tác dụng với HCl để tạo thành AlCl3 cộng cho H2O. Rồi ta đi cân bằng phản ứng. Nhôm hết thì 3, hydro hết thì 2, bắt chéo là 23. Đây 2 đây 6 này. Hai nhôm thì đây hai nhôm đủ này. 6 clo thì đây là 6 này, 6 hydro thì đằng này là 3 nước này. Được chưa? Khối lượng hydro người ta cho chúng ta ở đây là 0,6 gram. Người ta cho khối lượng hỗn hợp ở đây là bằng 25,8 gram. Rồi, cách xử lý bài toán như sau. Ở đây mình sẽ bước đầu tiên em sẽ tính cho thầy được số mol của hydro. Em lấy 0,6 em chia cho 2 thì số mol thằng này là 0,3 mol. 0,3 mol thì em chuyển qua cho mol mỗi nhôm. 0,3 nhân 2 chia 3 thì thằng này là 0,2. Hiểu này. Mục tiêu của em đó là gì? Mục tiêu của em là đi tính khối lượng của AlCl3, hiểu không ạ? Để tính được mol AlCl3 thì em cần phải tính mol ở chỗ này. Tính mol chỗ này nữa là xong. Mol này 0,3 thì mình chuyển qua hydro, nhôm ở đây là 0,2 này. Rồi, cái đó mình đi tính khối lượng nhôm. Bài này là bài toán chuyển mol 2 lần. Chuyển mol cho phương trình hydro, sau đó chúng ta sẽ tính được khối lượng nhôm. Em lấy 0,2 này nhân cho 27 này. Ra khối lượng nhôm ở đây là bằng 5,4 gram. Được chưa em? Do tổng khối lượng của hai thằng là 25,8. Như vậy em lấy 25,8 trừ đi giá trị vừa tìm được hồi nãy. Thì đây nó còn lại là 20,4 gram. Được chưa? Cái đó chúng ta tính mol thằng này, mol này em đẩy qua đây nữa. Cái đó em có tổng mol AlCl3, cái đó em tính được khối lượng của nó. Và đây là một câu hỏi mà đề thi nó thường hay khai thác. Nhôm là 27 nhân 2 cộng oxy 16 nhân 3. Thì đây bằng 0,2 mol. Đó. Thầy nói nha, lộ trình đây này. Đây là một này, thầy sẽ nói cho bạn cái lộ trình. Bước đầu tiên tính được mol hydro này, chuyển mol qua đây là bước thứ hai này. Tính khối lượng này là 3 này, tính khối lượng này là 4 này, tính mol này là 5 này, chuyển mol ở đây là 6 này. Được chưa? Đây là 0,2 luôn, và sẽ là 0,4. 0,2 nhân 2 chia 1 là 0,4. Như vậy cái đó em sẽ tính được khối lượng của AlCl3. Lấy mol là 0,2 cộng cho 0,4 nhân cho nhôm là 27, clo là 35,5 nhân cho 3. Đó, đây là bài tập chuyển mol 2 lần. Mà muốn làm nhanh thì chúng ta phải làm như cái sơ đồ thầy chỉ á. Tính em ơi. 0,2 cộng 0,4 là 0,6 này, nhân cho này. Nhân nhôm là 27 này, clo là 35,5 này. Nhân cho 3 này. 80,1 này. Đó. 80,1 gram này. Có đúng bây giờ là cô C này. Đó. Đây kiến gì của ba này không ạ? Thầy nói lại các ba nhá. Trong cái bài toán hỗn hợp người ta cho hai chất tác dụng với HCl. Đó là nhôm và Al23 tác dụng HCl thì cả hai chất đều tác dụng. Trong đó nhôm thì sinh khí hydro còn Al23 sinh ra nước. Bài ở đó bài này là người ta cho chúng ta là hai dữ kiện. Dữ kiện đây là 0,6 gram và 25,8 gram. Như vậy 0,6 gram là dữ kiện tự do thì chúng ta sẽ tính được mol và mình chuyển mol tất cả cho có phương trình 1. Đây là phương trình 1 này. Đây là phương trình 2 này. Cái đó em sẽ tính được cái khối lượng của nhôm ở đây là 25,4 gram. Tổng khối lượng của hai thằng là 25,8 gram. Thì mình trừ đi thằng này là còn thằng này, tính mol đã qua đây. Mục tiêu của em là đi tính mol AlCl3 và yêu cầu chúng ta là gì? Sau phản ứng thì khối lượng muối này thu được là bao nhiêu? Thế thôi. Đó là cái lộ trình mình đi. Rồi chúng ta đến câu số 4 em nha. Đây. Câu 4 này. Yêu cầu chúng ta là hòa tan 2,4 gram một oxit kim loại H2 cần dùng trường đó HCl. Yêu cầu chúng ta là tìm công thức oxit kim loại. Như vậy gọi oxit kim loại là RO để tác dụng với HCl. Đây là vẫn trao đổi R kết hợp với clo để tạo thành RCl2, H kết hợp với O để tạo thành nước. Các bạn đây là 2. Khối lượng này người ta cho chúng ta là 2,4 gram. M dung dịch ở đây để cho chúng ta là 30 gram. Và C phần trăm ở đây là 7,3. Đó. Thầy cho em ra kiểm tra thầy. Ok em ra đi. Tất cả các bài tập của chúng ta dù khó dù dễ thầy cũng cố gắng làm với ít nhất
phép tính cho mình làm cho đơn giản. Bên đây chúng ta làm một phép tính được. Chúng ta có mol RO bằng mol HCl. Mol RO là bằng 1 phần 2 mol HCl này. Đây là 1 phần 2. Được chưa? 1 phần 2 mol HCl thì chúng ta biết rồi. Thật tương đương luôn đi. Mol RO lấy khối lượng là 2,4 chia cho khối lượng mol là R cộng cho 16 bằng 1 phần 2 nhân cho. Để tính được mol HCl thì mình dùng công thức siêu tốc M dung dịch nhân C phần trăm chia 100% M lớn. Giờ đây em tính cho thầy R bằng bao nhiêu? Bấm máy tính em ơi. An Nguyên bấm giúp thầy bằng bao nhiêu An Nguyên? Dạ. Đùa. Gì cả? Đùa. Chắc em bấm trước, thầy đợi. Thầy đang bấm chế độ Bolero, còn em bấm chế độ nào quyền em, đúng chưa? Sáu tư. Đúng rồi, 64. 64 thì nó là đồng. Bây giờ oxit bây giờ là COO, chọn câu B. Câu này dễ đúng không? Tất cả các bài tập cố gắng chuyển về ít nhất ít phép tính, thì càng ít phép tính thì mình tính càng đơn giản, thế thôi. Chúng ta đến câu số 5. Câu số 5 của chúng ta là câu hỏi thuộc về chủ đề đó là axit và bazơ vướng trung hòa. Chúng ta hiểu này. Ở đây chúng ta, ở đây các bạn có thể sửa lại cho thầy. Cái đây thầy sửa lại đề nha. Nếu mà trung hòa thì pH bằng 7 mất rồi, được chưa? Trung hòa không được. Ở đây thì cho hai thằng này tác dụng với nhau, họ dung dịch sau vẫn là mùi tím chuyển sang màu gì? Chúng ta nghe kỹ. Chúng ta sẽ làm mùi tím hóa đỏ nếu axit dư. Mình sẽ chuyển sang màu xanh nếu bazơ dư, nào hóa dư. Còn chúng ta chuyển thành không màu nếu không có chất nào dư. Cái câu vàng nhạt là câu bỏ đầu tiên. Rồi. Như vậy trong trường hợp này mình làm như sau. Ở đây em sẽ đi tính cho thầy số mol của H2SO4. Em lấy 0,2 nhân 1 bằng 0,2. Em đi tính số mol của NaOH dùng công thức siêu tốc M dung dịch nhân C phần trăm chia 100% M lớn. M lớn NaOH là 40. Và tính cho thầy bằng bao nhiêu mol? Bao nhiêu Vinh ơi? Cái đó chúng ta có phương trình này. 0,5 này. H2SO4 để tác dụng với NaOH để tạo thành Na2SO4 cộng cho H2O. Các bạn đây là 2 và đây là 2. Nghe kỹ. Ở đây chúng ta có so sánh mol ban đầu phản ứng và sau phản ứng. Số mol H2O4 ban đầu này, đây là 0,2 này. Cái số mol này ban đầu là 0,5. Em lấy 0,2, em chia 1, không em dùng phương án giả sử đi. Bởi đây thì giả sử H2O4 phần hết. Nếu mà tôi chuyển cái số mol của H2O4 qua cho NaOH phản ứng mà NaOH chúng ta lớn hơn 0,5 vô lý. Cái đó là gì? H2O4 dư và là quỳ tím hóa đỏ. Chúng ta kiểm tra nè. 0,2 nhân 2 chia 1 để bằng 0,4. Như vậy trong trường hợp này thằng này hết NaOH dư. Vì NaOH dư nên là dung dịch sau vẫn là có môi trường là bazơ và là quỳ tím hóa xanh. Được chưa em ơi? 0,2, 0,2 sau phản ứng. Được chưa? H2SO4 hết. NaOH dư sẽ ra là quỳ tím hóa xanh. Rồi, vậy thôi. Nó đơn giản. Nếu axit dư quỳ tím hóa đỏ, còn nếu mà sau phản ứng cả axit và bazơ chúng ta đều hết thì quỳ tím sẽ không đổi màu. Thế thôi nha. Rồi chúng ta đến câu số 6. Có ý kiến về gì về câu 5 nữa không ạ? Các bạn có hiểu bài không ạ? Có chép kịp không ạ? Đi tiếp được chưa? Rồi chúng ta đến câu số 6.
Ông ta nghe. Tôi đây, thầy đợi em tí. Chép bài hả? Dạ. Rồi chép bài. Làm xong thì làm câu sổ đi em. Đó. Một câu, mấy câu này là mấy câu bình thường, được chưa? Mình cố gắng rèn trắc nghiệm nhiều đi. Rồi sau khi bạn lên cấp 3 thì mấy câu này thì thầy cô cho là mức cơ bản, được chưa? Do đó bây giờ chúng ta làm cho nó tốt đi. Cái lên cấp 3 nó hợp Rồi nhạc thầy. lắm. Chúng ta đến câu 6 này em. Đây. Người ta cho hỗn hợp gồm có CO và F2O3 tác dụng vừa đủ với HCl có nồng độ chừng đó. Ở đây em sẽ tính được mol HCl. Lấy thể tích là 0,2 nhân nồng độ là 3,5 cm nhân V. Ở đây mình tính là bằng 0,7. Rồi. Rồi chúng ta biết là CO và Fe2O3 nghe kỹ. Cả hai oxit này nghe kỹ là oxit kim loại. Mà chúng ta biết rồi, axit chúng ta thì luôn luôn tác dụng với oxit kim loại để tạo ra muối và nước. Rồi cân bằng đây là 2. Đây là HCl. FeCl3 cộng cho H2O. Đây là 2, đây là 6 và đây là 3. Nghe kỹ. Ở đây người ta cho tổng khối lượng của hai thằng này là bằng 20 gram. Và người ta cho chúng ta tính được số mol HCl rồi là bằng 0,7. 0,7. 0,7 mol. Điều cầu chúng ta là tính phần trăm theo khối lượng của CuO và F2O3 trong hỗn hợp lần lượt là. Rồi. Bây giờ xử lý này. Chúng ta nghe kỹ nha. Ở đây là đề cho chúng ta này, chúng ta phân tích đề. Ở đây người ta cho người ta hỗn hợp gồm hai chất là CuO và F2O3. Được chưa? Cả hai chất này đều tác dụng được với HCl, được chưa nào? Và trong này chúng ta có hai dữ kiện, đó là 20 gram và HCl, số mol HCl. Dữ kiện được tính đó là khối lượng và số mol, nhớ nha. Dữ kiện trong cái bài toán hỗn hợp của chúng ta được tính đó là khối lượng hỗn hợp và số mol. Khối lượng dung dịch không tính là dữ kiện. Ví dụ như thể tích dung dịch không tính dữ kiện, không tính dữ kiện. Dữ kiện được tính có hai loại thôi, đó là khối lượng hỗn hợp và gì và số mol. Như vậy trong này có hai dữ kiện. Ở đây chúng ta hỗn hợp chúng ta có hai chất thì chúng ta tương ứng với hai ẩn. Và ở đây đề họ riêng nữa, như vậy bài này là dấu hiệu của phương pháp giải hệ. Khi nào người ta họ riêng, được chưa? Hai ẩn hai dữ kiện thì chúng ta sẽ dùng phương án giải hệ. Để giải hệ thì thầy sẽ gọi số mol của CuO là x mol, thầy là y mol. Nhớ nha, giải hệ thì chúng ta sẽ gọi số mol là ẩn chứ không gọi khối lượng, không gọi thể tích. Cái đó em chuyển qua bên này. Thì đây là 2x và đây là 6y. Khi đó mình có một cái hệ như thế này. Chúng ta có hệ phương trình này. Đầu tiên là khối lượng hỗn hợp x. Cái thứ hai là mol HCl. Chúng ta chỉ có hai giải hệ thôi. Mol HCl thì mình thấy được 2x cộng cho 6y bằng 0,7. Cái bài này là em làm mấy cái đề trước thì em sẽ thấy là cái phần này trong đề nào thầy cũng nhắc một đến hai câu vào để chúng ta hiểu rõ nó. Về đi thi chúng ta là nhiều khả năng là xuất hiện thằng này. Rồi, khối lượng hỗn hợp X. Khối lượng hỗn hợp X người ta cho chúng ta là 20 gram. Rồi, chúng ta sẽ nhập số như sau. Em sẽ đi tính khối lượng mol của CuO. Đồng là 64, oxy 16. Thì đây là 80. Như vậy ở đây là 80X. Tiếp tục. Fe2O3 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3 160y. Đó. Như vậy bài toán chúng ta ở đây chúng ta sẽ cần đi giải hệ tìm xy nữa là xong. Được chưa? Sau khi tìm xy xong thì em sẽ đi tính được phần trăm khối lượng của CuO. Nghe kỹ. Thì nói hết luôn rồi tí chúng ta bấm luôn. Thì em lấy khối lượng nó chia cho tổng khối lượng là 20 nhân 100%. Khối lượng của CuO chúng ta là 64. Xin lỗi. CuO chúng ta lại tính được là 80. Nhân cho số mol. Số mol ở đây là x, đúng không ạ? X. Như vậy x chúng ta đang đợi. Như vậy để làm được thằng này thì chúng ta nên dùng phương pháp bấm máy tính. Bây giờ, bạn nào mà có cái máy tính Vinaco 570 AX AX Plus đề nghị này thì thầy chỉ bấm như sau. Chúng ta bấm chế độ mau. Hoặc là những bạn có máy tính khác thì chúng ta bấm cái chế độ mà là khi nào mà nó xuất hiện chữ AQN thì đó là cái phần giải hệ. Mau, ở đây em sẽ bấm số 5 để nó về giải hệ. Giới hệ ở đây trong cái máy này người ta yêu cầu chúng ta là có 3 số. Nếu nhập số 1 là 2 ẩn, nhập số 2 là 3 ẩn,
Nhập số 4 là giải phân định 4 ẩn. EQN là giải hệ em nha. Như vậy đây thầy có hai ẩn là x y. Như vậy thầy sẽ bấm số 1. Cái đó thầy sẽ nhập số là trước x, trước y và 6 dấu bằng. Chúng ta thấy ở đây có 6 vị trí. Được chưa? Thì chúng ta nhập như sau. Trước x của phân định đầu tiên là 80. 160y thì chúng ta nhập 160 thôi. Và sau dấu bằng chúng ta nhập 20. Phương trình thứ hai là 2x. Trước x là số 2 cộng 6y, trước y là số 6. Và sau dấu bằng là 0,7. Đó. Cái đó em tính được ở đây là bằng 0,05 và 0,1. Được chưa mà? Đó. Như vậy khi mình bấm giải hệ xong thì chúng ta tìm được x, chúng ta thấy x vào đây. Đây là 0,05. Khi đó em tính cho thầy hiệu suất bằng bao nhiêu? 0,05 nhân cho 80 nhân 100 cho 20. Bao nhiêu em? Bao nhiêu chi? Đây, 20 này. Từ đây chúng ta tính được phần trăm khối lượng của Fe2O3. Em nhớ tay là tổng phần trăm của các chất trong một hỗn hợp là bằng 100%. Như vậy em lấy 100 trừ đi 100, em trừ đi 20 thì thằng này bằng 80%. Đó. Câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Lưu ý đây, người ta kêu lần lượt, tức là CuO trước, Fe2O3 sau. Nếu có đáp án nào mà người ta cho ngược lại là 80 và 20 thì đó là câu nhiễu. Dạ chưa? Có ý kiến gì câu này không ạ? À? Cần giảng lại chỗ nào hỏi. Đề nào thầy cũng có làm cho các bạn giải hệ cả. Do đó chúng ta có phần nào mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta hỏi ngay. Đó. Thầy nói lại nha. Chúng ta sẽ giải hệ khi nào? Khi đề cho chúng ta là có hai chất. Cái chất được đếm là cái số chất có trong hỗn hợp ấy. Hỗn hợp ấy có hai chất này. Hai chất này tương ứng với hai ẩn. Và đề cho hai điều kiện là 20 gram và số mol HCl. Và đề hỏi riêng nữa thì đó là dấu hiệu của phương pháp giải hệ. Được chưa? Nói chung là bài nào có thể giải hệ là hầu như làm được hết. Tuy nhiên là những dấu hiệu mà thầy đã chỉ đấy thì phải nhớ. Rồi, có ý kiến gì câu này không ạ? Vinh hiểu câu này không Vinh à? Dạ rồi thôi. Nhớ hiểu không Như ơi? Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu tiếp theo, câu 7. Câu 7 thì thuộc câu hỏi dễ. Trong này đề thi thì chúng ta gắn với câu hiệu suất và câu là giải hệ này, là hai câu mà hầu như chúng ta làm nó bị lúng túng, do đó chúng ta làm cho kỹ cho thầy. Câu 7 này. Người ta cho CO2 tác dụng với Ba hóa lần dư, tính khối lượng kết tủa thu được. CO2 có thể tích là 2,24 lít. Để tác dụng với BaOH2 lần dư. Oxit axit tác dụng với 3 giờ dư thì nó tạo ra muối trung hòa BaCO3. Chúng ta biết là cái CO3 chúng ta gặp natri kali với NH4 là tan. Như vậy tủa trắng là của thằng này cộng cho H2O. Yêu cầu chúng ta là khối lượng thằng này bằng bao nhiêu gam. Thì câu này thuộc câu hỏi dễ. Em lấy 2,24 chia 22,4 thì số mol CO2 đây là 0,1 mol. 0,1 mol chuyển qua đây 0,1 mol. Và khi đó em tính M 0,1 nhân cho Ba là 137 carbon 12, oxy 16 nhân 3. Quang bấm cho mình bằng bao nhiêu quang? Quang đâu nhỉ? Dạ đây thầy ơi. Bấm đây. Thầy đang chế đi chế độ bolero với em. Đấy. Bao nhiêu? 19,7 này. Ok, 19,7 gram. Bây giờ có đúng ở đây mình chọn là câu A. Câu này thuộc câu hỏi dễ em nha. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Câu số 8. Rồi chúng ta nghe kỹ. Câu số 8 này là câu mà chúng ta đã được học trong cái phần điều chế sắt này. Rồi chúng ta nghe nhau. Ở đây người ta cho chúng ta là Fe2O3 đi tác dụng với chất khử CO. Ở đây là CO dư. Để thì ở đây chúng ta biết là bản chất của CO, chúng ta lấy oxy của sắt để tạo ra sắt và CO2.
Được chưa em ạ? Lưu ý là cơ phở này là dùng để điều chế sắt trong công nghiệp. Được chưa nào? Bằng phương pháp nhiệt luyện. Là luyện kim loại với tác dụng của nhiệt độ. Đây hai sắt. Đây hai sắt. Ba oxy. Đây ba. Ba đây. Ở đây người ta cho như thế này. Ở đây có khối lượng này là 16 gram. Điều cầu chúng ta là sản phẩm ký thu được. Ở đây người ta hấp tổ vào CaOH lần dư đúng không, thì thu được A gam kết tủa. Như vậy sản phẩm đây là CO2 tác dụng với CaOH cái lần dư. Chúng ta biết là ba giao dư thì tạo ra muối trung hòa CaCO3 là chất kết tủa màu trắng. Đây là thành phần chính của đá vôi em nha, cộng cho H2O đi cho nè. Yêu cầu chúng ta là tính A gam này bằng bao nhiêu. Rồi, bước đầu tiên bài toán này em đi tính mol F2O3. Có mol F2O3 chuyển qua mol CO2 và có mol CO2 chuyển qua mol tủa. Khi đó tính được A, thế thôi. Bấm đi. Chúng ta lấy 16 này chia cho 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Rồi. Chúng ta tính được đây là bằng 0,1 mol. Đây, số mol thằng này là 0,1 mol. 0,1 mol thì mình chuyển qua đây là 0,3 mol. Được chưa? Số mol đây là 0,3 mol. Tôi chuyển qua bên này. Ở đây là 0,3 mol. Được chưa mà? Cái đó A là khối lượng của nó sẽ bằng mol nhân bờ lớn. Mol là 0,3. Canxi 40. Carbon 12. Oxy 16 nhân 3. Giờ tính cho thầy bằng bao nhiêu? Đó, bài này là có hai phép tính thôi, bài này có hai phương trình thôi, chứ còn bình thường thì nó không có khó lắm. Nhân cho 40 cộng 12 cộng 16 nhân 3. Và lưu ý ở đây là cái dấu chấm trong này là mình bấm dấu nhân nha, chứ bạn bấm dấu chấm đó. Kêu là tại sao em bấm không ra kết quả giống thầy. Bằng 30 em ạ. 30 thì cô đúng ở đây mình chọn là câu C, được chưa? Câu này thuộc câu hỏi dễ. Chúng ta đi câu tiếp theo được chưa? Cái bài xong cho em ơi. Để xíu đây, để xíu. Chưa về. Đó, mình chỉ cần hiểu đúng cái phương trình thôi là xong. Mấy bài này là mấy bài cơ bản của trắc nghiệm em ạ. Và chúng ta cố gắng viết phương trình nhanh và bấm tính nhanh là được. Được chưa nào? Ở đây những cái gì thao tác mà không cần thiết là mình bỏ bớt, mình ghi những thao tác cần thiết thôi. Đó. Học trắc nghiệm này những bạn nào mà học tư duy tốt thì sẽ làm ok. Các bạn nào tư duy chưa tốt thì chúng ta cố gắng tăng tốc độ lên, viết phương trình nhanh lên, cân bằng nhanh lên, tới mol nhanh lên thì mọi thứ bài tập chúng ta sẽ làm kịp giờ. Được chưa? Series này mình có 10 câu bài tập thôi. Sau khi mình làm 10 câu bài tập mình ớn rồi đó, bắt đầu thầy sẽ chuyển qua các bạn qua cái phần lý thuyết để chúng ta ôn lại. Xong cho em ơi. Rồi thầy. Ok. Chúng ta đến câu số 9. Chúng ta đọc đề. Ở đây người ta hòa tan trường đỏ cam hỗn hợp gồm có CaO và CaCO3. Ở trong hỗn hợp có hai chất là CaO và CaCO3. Cả hai chất này đều tác dụng được với HCl để tạo thành CaCl2 cộng nước. Các bạn đây là 2. Phương trình này chúng ta cũng đi tác dụng với HCl để tạo thành CaCl2, canxi kết hợp với clo, hydro kết hợp với CO3 kém bền biến thành nước và CO2. Nghe kỹ, các bạn đây là 2. Rồi, ở đây trước khi làm em tính cho thầy mol HCl đi. Lấy 0,1 nhân cho 3 là 0,3 mol nha. Rồi chúng ta nghe kỹ. Ở đây người ta cho chúng ta là tổng khối lượng của hỗn hợp này. Tổng khối lượng hỗn hợp này là bằng 11,7 gram. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta có mol HCl là bằng 0,3 mol. Rồi. Và ở đây yêu cầu chúng ta là gì? Tính khối lượng muối thu được. Đây. Như vậy đây là dấu hiệu của bài toán giải hệ. Vì sao là dấu hiệu bài toán giải hệ? Thầy giải thích.
Chúng ta nghe kỹ nè. Ở đây là gì? Để yêu cầu để tính được khối lượng muối thì chúng ta cần phải tính mol được CaCl2, đúng không? Như vậy đây mình đặt số mol CaCl2 trong hai phương trình. Đây là phương trình 1 và đây là phương trình 2, lần lượt là x mol vị mol. Chúng ta chuyển qua bên kia. Thì đây là x này, đây là 2x này. Đây là y này, đây là 2y này. Đó. Như vậy để tìm được x y thì chúng ta sẽ đi giải hệ hai phương trình. Chứ hai ẩn. Phương trình thứ nhất là khối lượng hỗn hợp 11,7 gam. Cái phương trình thứ hai là mol HCl là 0,3 mol. Được chưa? Sau khi tìm x y rồi thì em sẽ thấy vào đây. Khối lượng mol này có, cái đó em tính được m. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thầy sẽ xử lý như sau. Ở đây em sẽ có này. Em có khối lượng hỗn hợp là bằng khối lượng của CaO cộng cho khối lượng CaCO3 và theo đề cho là bằng 11,7. Được chưa? Giờ chúng ta bấm này. Khối lượng của CaO, Ca là 40 này cộng cho Oxy 16. Cái x là mol em nha. Cái đây là khối lượng mol bằng 56. CaCO3 chúng ta làm tương tự. 40 cộng carbon là 12 cộng oxy 16 nhân cho 3. Thế đây bằng 100 đó. Khối lượng mol nhân cho số mol là ra khối lượng này, khối lượng mol nhân cho số mol thì ra khối lượng này bằng tổng khối lượng này. Rồi cái thứ hai là em có mol HCl. Chúng ta có tổng mol đây là 2x cộng cho 2y và bằng 0,3. Bây giờ dựa vào đây, em đấm máy tính em tìm được x, tìm được y. Sau khi có x y rồi chúng ta sẽ đi tính m. M sẽ lấy khối lượng, lấy số mol của CaCl2 là x cộng y. X cộng y đang đợi nhân cho khối lượng mol. Khối lượng mol canxi là 40. Clo là 35,5 nhân cho 2. Như vậy khi em có x y rồi thì em sẽ hiển nhiên tới được m đang đợi ở đây. Ủa, mở nếu bài này thì mình có thể làm nhanh hơn. Bạn nào lanh hơn thì chúng ta dựa vào đây này. Không cần tìm ở đây luôn em. Mình chỉ cần tìm tặng x cộng y thôi mà. Ui, bài này là giữ kiện 11,7 là thừa. Như vậy dựa ở đây thầy sẽ tính được gì? X cộng y đúng không? Thầy đưa 2 làm thừa số chung thì nó sẽ bằng 0,3 trên 2 và bằng 0,15. Cái đó em thế vào đây luôn. 0,15 nhân cho bao nhiêu đó? 111 đúng không? 0,15 nhân 111 thì đây mình tính là bằng 16,65 gam. Ok, ở đây để cho có nhược điểm bây giờ. Rồi, tuy nhiên là ở đây bạn muốn tìm ở đây, thầy chỉ bạn cách tìm ở đây. Chúng ta làm lại một lần nữa cho nó chắc nè. Đây, để tìm ở đây thì em bấm chế độ mau. Em kiếm cho thầy cái chỗ nào mà có chữ EQN là chúng ta bấm nhập số vô. Đó là nhập số 5 vào. Ở đây xuất hiện ba con số 1, 2, 3. 1 là giải 2 ẩn, 2 là 3 ẩn và 3 là giải 4 ẩn. Ở đây mình đang cần 2 ẩn ở đây thì chúng ta nhập con số 1. Đầu tiên mình có khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp là 56 x 100 y 11,7. Tiếp số mol HCl của chúng ta là 2x cộng 2y bằng 0,3. Thì em tính được đây là bằng 0,075 và 0,075. Được chưa nào? 0,075, 0,075. Đó. Cái đó em bấm máy tính nó cũng vậy thôi. 0,075 cộng 0,075 thì đúng bằng 0,15. Được chưa? Cái nào cũng được. Trong hai cách thì cách thứ nhất nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Có ý kiến gì câu này không em ơi? Đó, câu này chúng ta có thể giải hệ được hoặc là chúng ta có thể dùng rút ngay từ biểu thức HCl cũng được nha. Bởi nó có sự tương đồng với số mol, nhưng thông thường bài những bài này nếu có cho lệch thì đây chúng ta sẽ dùng phương án đó là phương án giải hệ thì chính xác tuyệt đối luôn. Được chưa em ơi? Rồi chúng ta đến câu số 10. Rồi chúng ta đến câu 10 em này. Ở đây người ta hòa tan natri vào trong nước để tạo ra NaOH cộng cho H2 cân bằng. Rồi khối lượng ở đây người ta cho chúng ta là 4,6 gam. Điều cần chúng ta là thu được dung dịch x. Dung dịch x chúng ta thu được là dung dịch NaOH.
Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là thể tích HSL cần để phản ứng hết với dung dịch X. Đây. Khi đó NaOH sinh ra sẽ đi tác dụng với HSL để tạo ra NaCl cộng cho H2O. Rồi, chúng ta sẽ tính mol natri. Em lấy 4,6 em chia cho 23 thì số mol thằng này là bằng 0,2 mol. Có 2 mol thì mol NaOH ở đây là 0,2. Thằng này 0,2 thì HCl ở đây 0,2 vì nó bằng nhau. Khi đó chúng ta tính được về dung dịch HCl. Chúng ta lấy mol chia cho nồng độ mol. Mol là 0,2 chia nồng độ mol là 1. Thì đây mình tính được là bằng 0,2 lít. Độ sang ml thì nhân 1.000 thì là 200 ml. Được chưa? Câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Câu này chỉ cần nắm được hai phương trình thôi. Bạn hiểu là những câu trắc nghiệm mà người ta sẽ cho chúng ta có thể là một phương trình hoặc hai phương trình. Và chúng ta phải tìm mối tương quan giữa các phương trình với nhau bằng cách chúng ta chuyển mol từ phương trình đây xuống phương trình dưới, thế thôi là tìm được. Câu 10 cũng là câu cuối cùng của ngày số 11 đây. Ok, tiếp sau đây thì chúng ta sẽ làm cái ngày số 12.